Hôm nay thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2016, lễ thánh Stefano, tiên khởi tử đạo. Lễ kính. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày đó, Stefano đầy ân sủng và sức mạnh, làm nên những điều kỳ diệu và những phép lạ cả thể trong dân. Bây giờ có nhóm người kia thuộc hội đường, mệnh danh là của những người tự do, người Cyrene và Alexandria, và những người khác từ xứ Cilicia và Á Đông đã nổi dậy. Họ tranh luận với Stefano, nhưng họ không thể đương đầu với sự khôn ngoan và thánh thần vẫn giúp cho ông nói. Nghe ông nói, họ phát điên lên trong lòng và họ nghiến răng phản đối ông. Nhưng Stefano đầy thánh thần nhìn lên trời, đã xem thấy vinh quang của Thiên Chúa và Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông đã nói rằng: Kìa, tôi xem thấy trời mở ra và con người đứng bên hữu Thiên Chúa. Bây giờ họ lớn tiếng kêu la và bịt tai lại, và họ nhất tề xông vào ông. Khi lôi ông ra ngoài thành, họ ném đá ông và các nhân chứng, để áo của họ dưới chân một người thanh niên tên là Saulê. Rồi họ ném đá Stefano đang lúc ông cầu nguyện rằng: Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận tâm hồn con. Thế rồi ông quỳ gối xuống, lớn tiếng kêu lên rằng: Lạy Chúa, xin đừng trách cứ họ về tội lỗi này. Nói xong câu đó, ông đã ăn giấc trong Chúa. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Lạy Chúa, con phó thác tâm hồn trong tay Chúa. Xin Chúa trở thành núi đa cho con tru ân, thành chiến lũy kiên cố để cứu độ con. Bởi Chúa là đa tàng, là chiến lũy của con. Vì uy danh Ngài, Ngài sẽ dịu dắt và hướng dẫn con. Lạy Chúa, con phó thác tâm hồn trong tay Chúa. Con phó thác tâm hồn trong tay Chúa. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa trung thành. Xin cứu chữa con sẽ hân hoan mừng rỡ vì đức từ bi của Chúa. Lạy Chúa, con phó thác tâm hồn trong tay Chúa. Xin cho tôi tới Chúa được thay long nhan diệu hiền. Xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa. Chúa che chở họ dưới bông long nhan Ngài, cho khỏi người ta âm mưu làm hai. Lạy Chúa, con xin phó thác tâm hồn trong tay Chúa. Xin Chúa tỏ mặt nhân lành với tôi tới Chúa, và lấy lòng thương xót Chúa cứu thoát con. Chúa che chở những ai nấp dưới nhan thanh Chúa, khỏi mưu trước của loài người. Chúa giấu họ trong nhà Chúa, khỏi miệng lưỡi gian hoa. Lạy Chúa, con phó thác tâm hồn trong tay Chúa. Alleluia, Alleluia. Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúa là Thiên Chúa đã soi sáng chúng ta. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ngày ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Các con hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp các con cho công nghị. Họ sẽ đánh đòn các con nơi hội đường. Vì ta, các con sẽ bị điệu đến trước vua quan để làm chứng trước mặt họ và các dân. Nhưng khi người ta nộp các con chớ lo lắng phải nói sao và nói gì. Vì không phải các con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha các con sẽ nói thay cho. Anh sẽ nộp em cho người ta giết, cha sẽ nộp con. Con cái chống đối cha mẹ và làm cha mẹ phải chết. Vì ta, các con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng sẽ được cứu rỗi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sứ điệp: Chúa Giêsu tiên báo sự bách hại,
tin theo Chúa, chúng ta sẽ bị người đời đối kháng, nhưng ta không được sợ hãi vì Chúa Thánh Thần hằng hoạt động trong ta. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, ý định của Chúa khi Chúa đến trần gian là để con được trở nên con người sống cho Thiên Chúa, không thuộc về thế gian, và như thế con sẽ gặp cảnh bị ghét bỏ. Có những lúc vì sống theo lời Chúa, con bị thế gian cười chê. Con cũng có thể bị mất nhiều quyền lợi chỉ vì con thuộc về Chúa. Ngay trong gia đình có thể con còn bị cả người nhà ghét bỏ nữa. Cuộc đời của con theo Chúa là cuộc đời chết cho chính mình. Con sẽ luôn nhìn lên Chúa để sống. Con cũng sẽ luôn nhìn lên Thánh Giá để noi gương. Thánh Stefano hôm nay giáo hội mừng kính quả là gương chói ngời cho con. Con cũng được diễm phúc như Ngài. Con đã là một người thuộc về Chúa. Con đã được diễm phúc mang danh là Kitô. Thánh Stefano đã bị chống đối, Ngài đã bị khổ đau và Ngài đã thể hiện cuộc sống theo tin mừng. Xin cho con được sống chết cho nước trời như Ngài, bất chấp chống đối, hiềm thù. Lạy Chúa, xin Chúa đã tiên báo cho con biết về sự bất hại vì đạo mà con sẽ nhận lãnh trong suốt cuộc đời theo Chúa. Từ thế gian, từ gia đình đều có những sự gió lên vì con sống khác Chúa, xin Chúa giúp con luôn. Xin Chúa trợ giúp con liên tục để con được mạnh sức và khôn ngoan sống theo gương Chúa như Thánh Stefano đã sống. Xin cho con được kiên trì dâng hiến khi gặp những khó khăn về tin mừng và sẵn sàng yêu thương tha thứ cho mọi người gây khó dễ cho con, cả khi họ làm hại con. Xin cho con được biết thương yêu và cầu nguyện cho họ nữa. Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Ông già Noel, tháng 9 năm 1897, một bé gái 8 tuổi tên là Virginia đã viết cho tờ báo Công giáo Hoa Kỳ để hỏi về ông già Noel. Câu hỏi của cô bé là: ông già Noel có thật không? Vài ngày sau, trên một quan điểm của tờ báo, người ta đọc được câu trả lời của ông chủ nhiệm kiêm chủ bút như sau: Virginia yêu dấu của bác. Điều trước tiên bác muốn nói với cháu là các bạn của cháu thật là sai lầm khi bảo rằng không có ông già Noel. Các bạn của cháu bị tiêm nhiễm bởi trào lưu hoài nghi. Họ nghĩ rằng chỉ có thể tin được những gì họ thấy tận mắt. Họ nghĩ rằng không gì có thể có được nếu trí khôn nhỏ bé của họ không hiểu được. Virginia yêu dấu, tất cả mọi trí khôn của loài người, dù là của trẻ em, dù là của người lớn, tất cả đều nhỏ bé. Trong cái vũ trụ bao la này, có người chỉ là một con kiến nhỏ bé. Virginia ạ, ông già Noel có thật. Ông có thật cũng như tình yêu và lòng quảng đại. Nhờ đó, cuộc sống của cháu trở thành vui tươi và xinh đẹp. Bé ơi, nếu không có ông già Noel thì thế giới của chúng ta sẽ như thế nào? Không có những tâm hồn ngây thơ trong trắng của những trẻ thơ như cháu thì thế giới của chúng ta sẽ như thế nào? Không có một niềm tin của trẻ thơ như cháu thì không có một án văn, một dòng thơ nào có thể làm cho cuộc sống của chúng ta đáng sống nữa. Không có một niềm tin của trẻ thơ thì ánh sáng vĩnh cửu đang lấp đầy thế giới cũng sẽ tắt dần. Virginia, nếu cháu không còn tin ở ông già Noel nữa thì cháu cũng chẳng còn tin ở chuyện thần tiên nữa. Có thể cháu sẽ yêu cầu bố cho người ngồi canh ở lò sưởi ở cuối giường để bắt cho được ông già Noel. Nhưng dù cháu không bắt được ông già Noel đi nữa, điều đó ý nghĩa gì? Chưa có ai thấy ông già Noel, nhưng cũng không ai chứng minh được là không có ông già Noel. Những điều có thực nhất trong thế giới của chúng ta đó là những điều mà trẻ con và ngay cả người lớn cũng chưa từng thấy. Cháu đã bao giờ thấy các nàng tiên nhảy múa trên thảm cỏ chưa? Dĩ nhiên là chưa, nhưng có ai chứng thực được các nàng tiên không có không? Không ai có thể có khái niệm hay tưởng tượng được bao điều kỳ diệu chưa thấy hoặc không thể thấy được trong thế giới của chúng ta. Chỉ có đức tin, chỉ có tình yêu mới có thể vén mở được bức màn bí mật của thế giới chúng ta. Nhờ ơn Chúa,
ông già Noel vẫn sống và tiếp tục sống. Cháu Virginia ạ, ông già Noel sẽ tiếp tục làm cho tâm hồn trẻ thơ được tràn đầy hoang lạc. Lá thư gửi cho cô bé Virginia trên đây đưa chúng ta vào trung tâm điểm của ngày Giáng sinh. Giáng sinh là lễ của nhi đồng, bởi vì nhân vật chính của ngày lễ là một em bé. Một em bé cũng như muôn nghìn em bé sinh ra trên cõi đời này. Em bé đó chính là niềm vui và hy vọng cho tất cả mọi người. Cùng với em bé đó, tất cả các em bé đều mang lại niềm vui cho mọi người trong mùa Giáng sinh. Bầu khí Giáng sinh là bầu khí của nhi đồng. Từ hoa đèn, âm nhạc cho đến quà cáp, tất cả đều hướng về các em nhi đồng. Người cho đã vui mà người nhận còn vui hơn. Chính các em bé là những người đã dạy cho người lớn biết vui với niềm vui ban phát. Bao lâu con người còn có thể mở cửa tâm hồn? Bao lâu con người còn có thể mở rộng bàn tay để ban phát, để chia sẻ, thì bấy lâu ông già Noel của hy vọng, của quảng đại, của hân hoan vẫn còn sống mãi trong tâm trí của trẻ em và không biết bao nhiêu người sầu khổ. Giáng sinh là ngày của nhi đồng, do đó cũng là lễ của hòa bình. Một em bé sinh ra là một hy vọng mới chớm nở. Hy vọng là tên mới của hòa bình. Còn hy vọng là còn muốn xây dựng trên mầm móng đã đành, mà còn xây dựng trên những đổ vỡ mất mát. Qua hài nhi Giê-xu, tất cả các em bé trên thế giới đang nhắn gửi đến từng người trong chúng ta niềm hy vọng vào thiện chí của con người. Hòa bình là hoa quả của hy vọng. Còn tin nơi con người, chúng ta còn có thể xây dựng hòa bình. Bài trích sách Lẽ Sống.